Xá Đức Tin rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục suy niệm lời Chúa Chúa Nhật hàng tuần. Đặc biệt trong ngày đầu năm mới, kênh Ánh Sáng Đức Tin kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy ân sủng và tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, để cuộc sống chúng ta luôn được hạnh phúc, là động lực giúp chúng ta luôn hăng say loan báo tin mừng cho mọi người trong thời đại hôm nay. Kính mời quý vị cùng nghe tin mừng Chúa Nhật ngày 1 tháng 1 năm 2023, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bethlehem. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, bà suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi thai nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu, đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Suy niệm: ai trong chúng ta cũng luôn chan chứa những tình cảm dạt dào về người mẹ đã sinh ra mình. Cũng thế, trong đời sống đức tin, giáo hội muốn dành ngày đầu năm mới để mời gọi con cái mình hướng về mẹ Maria và dâng lên mẹ những tâm tư, tình cảm thể hiện tình con thảo đối với mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Để nhờ mẹ, chúng ta đến với Chúa, dâng năm mới này lên Chúa. Xin Ngài chúc lành và thánh hóa chúng ta trong năm mới được an bình, thịnh vượng. Hôm nay cũng là ngày cầu cho hòa bình thế giới. Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 56 được Đức Thánh Cha Francisco công bố ngày 16 tháng 12 năm 2022 là: không ai có thể được cứu một mình. Cùng nhau chống lại COVID-19, cùng nhau dấn thân trên con đường hòa bình. Sứ điệp ra đời trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua 3 năm kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Vậy chúng ta đã học được gì từ đại dịch này? Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong sứ điệp rằng: chắc chắn sau khi trực tiếp trải nghiệm sự mong manh trong cuộc sống của chúng ta, bài học lớn nhất mà chúng ta học được từ COVID-19 là nhận ra rằng tất cả chúng ta đều cần đến nhau. Vâng, tất cả chúng ta đều cần đến nhau. Cầu nguyện: xin cho chúng ta luôn ý thức được rằng trong ơn cứu độ, tất cả chúng ta đều cần đến nhau. Xin Mẹ Maria
là nữ vương hòa bình, cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, cho thế giới luôn được hưởng nền hòa bình đích thực. Trên trần đã được chọn mẹ Chúa của chúng sinh.